hương baby hạnh phúc khoe tuấn hưng và con trai vừa nhảy múa vừa tắm mưa khoảnh khắc tuấn hưng cùng con trai su hào vui đùa dưới mưa khiến nhiều người phải lịm tim vì quá đỗi đáng yêu mới đây trên trang cá nhân của hương baby bà xã tuấn hưng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và cư dân mạng khi chia sẻ hai đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc chồng mình cùng con trai su hào vừa nhảy múa vừa tắm mưa cô còn đính kèm dòng chú thích dành quá hai bố con rủ nhau ra tắm mưa xong còn nhảy múa nữa chứ ha 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 yêu đời ghê về phía Tuấn Hưng thì trên trang cá nhân của anh, nam ca sĩ cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chia sẻ. Bố muốn con cứ tắm mưa, cứ va chạm những gì tự nhiên nhất. Vì khi có ký ức, có sự từng trải, nó sẽ giúp con có thêm kiến thức về mọi thứ trong cuộc sống sau này. Nên hôm nay bố muốn con lần đầu thử đứng dưới mưa như các bạn cùng trang lứa khác. Chỉ là một cơn mưa thôi, sau này bố sẽ bên cạnh con với nhiều trải nghiệm khác, giúp con thêm kiến thức vào đời. I love you, Su Hào. Sau khi đăng tải, những khoảnh khắc Tuấn Hưng cùng con trai vui đùa bên nhau dưới mưa đã khiến ai nấy đều phải lịm tim vì quá đỗi đáng yêu. Cùng với đó là nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận suýt xoa khen ngợi từ mọi người. Su Hào là con trai lớn của Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby. Cậu bé được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Đặc biệt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Su Hào đã nhiều lần bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình khi không ngại cùng bố lên sân khấu biểu diễn. Thời gian qua, thông tin tuấn hưng sẽ giải nghệ để dành thời gian lo cho gia đình đã khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang và tiếc nuối tuy nhiên sau đó nam ca sĩ đã lên tiếng cho biết việc mình ngưng ca hát chỉ là tạm thời sau khi chuyện gia đình cá nhân ổn định tuấn hưng sẽ trở lại vào một thời điểm mà bản thân cảm thấy sẵn sàng nhất